Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của các tổ chức y tế, căn bệnh vô sinh hiếm muộn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ cao hơn các bệnh liên quan đến ung thư và tim mạch. Hiện tại, vô sinh hiếm muộn còn đang dần trẻ hóa. Nhiều ca diễn biến phức tạp, không rõ nguyên nhân, gây nhiều khó khăn cho quá trình hỗ trợ và điều trị, cải thiện. Vậy đâu là giải pháp để cải thiện tình trạng này? Để tìm hiểu rõ hơn, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Theo kết luận của Hội Phụ sản Việt Nam cùng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ vô sinh ở nước ta là 7,7%. Hàng năm ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh và 50% trong đó dưới 30 tuổi. Để tháo gỡ và đồng hành mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng các gia đình hiện nay, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng đã định hướng phát triển với trọng tâm là đơn vị y tế chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản. Trong đó, Trung tâm hỗ trợ sinh sản HB Fertility được đầu tư là một trung tâm mũi nhọn với sứ mệnh nhân văn, hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ của hàng nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Tại Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, chúng tôi phát triển đồng thời hai chuyên khoa hiếm muộn thụ tinh trong ống nghiệm và di truyền học, sàng lọc phôi bất thường và di truyền cho phôi trước khi cấy vào trong buồng tử cung. Và với tỷ lệ đậu thai cao lên tới 80%, chúng tôi cũng là một trong số ít các trung tâm IVF tại Việt Nam có triển khai chương trình quản lý chất lượng, quy trình chuyên môn khoa học liên tục được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế ACAP. Tiếp nối những sứ mệnh cao cả, Trung tâm hỗ trợ sinh sản đã thành công điều trị rất nhiều các ca bệnh khó như bệnh nhân lớn tuổi, từng nhiều lần làm IVF bị thất bại hay có các bệnh lý phức tạp đi kèm. Trung tâm hỗ trợ sinh sản cũng luôn chú trọng tư vấn về tâm lý, hỗ trợ theo sát bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng hành trình tìm con là một hành trình gian nan, kéo dài và đôi khi là những mệt mỏi. Đặc biệt là người phụ nữ thì sẽ phải chịu qua rất nhiều áp lực. Và những vấn đề về sức khỏe tinh thần này thì ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự thành công của quá trình điều trị. Chính vì vậy, trong suốt quá trình điều trị thì tại HP Fertility chúng tôi cung cấp các cái buổi tư vấn tâm lý, thăm khám và hỗ trợ đồng hành cùng các sản phụ và gia đình của họ. Trung tâm hỗ trợ sinh sản HB Fertility quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, luôn cập nhật và làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Với hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, Trung tâm hỗ trợ sinh sản mang đến cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn quy trình khám chữa bệnh thuận tiện, tận tâm, hiệu quả. Trước đây thì mình cũng đã lên trên Hà Nội cũng làm ở hai trung tâm hỗ trợ sinh sản khác nhau. Thế thì trong cái quá trình đi lại thì nó cũng rất là vất vả và mất nhiều công sức, thời gian như chi phí. Qua tìm hiểu thì mình thấy trung tâm HVVGT là một trong bốn trung tâm ở miền Bắc mình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến đây thì cái cảm nhận ban đầu thì mình thấy là các bác sĩ rất là gần gũi và luôn luôn là thân thiện, bệnh nhân được tham vấn cũng như là được đóng góp những cái ý kiến đối với lại bác sĩ. Đến bây giờ, ngày hôm nay thì là mình đã có một cháu được 5 tháng tuổi. Trung tâm hỗ trợ sinh sản hiểu rằng mỗi em bé chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của ba mẹ mà còn là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng. HB Fertility xúc động và tự hào được đồng hành cùng với các cặp vợ chồng tô thêm những mảng màu tươi sáng cho bức tranh hạnh phúc vẹn tròn.